Cũng với niềm mong mỏi tạo ra được một sản phẩm có xuất xứ thiên nhiên, thân thiện với môi trường, đồng thời tận dụng được nguồn nguyên liệu tự nhiên bản địa, mà doanh nghiệp sản xuất chế phẩm sinh học từ vỏ trái cây Fua Bae đã ra đời. Là địa phương có diện tích trồng dứa rộng lớn, Thanh Hóa có lượng rác thải từ vỏ dứa lên đến hàng chục tấn mỗi ngày. Không phải là nước ép dứa, dứa đóng hộp hay detox, những người sáng lập Fua Bae đã nhìn thấy một tác dụng khác trong quả dứa hay vỏ dứa nói riêng, đó chính là axit hữu cơ hay chất tẩy rửa tự nhiên. Áp dụng phương pháp ngâm ủ thủ công kết hợp với vỏ các loại trái cây khác như bồ hòn, bưởi, cam, cánh hoa, doanh nghiệp đã đem đến thị trường những chất tẩy rửa sinh học thân thiện với môi trường như nước rửa bát, rửa tay hay dung dịch lau sàn nhà. Với tỷ lệ diệt khuẩn lên đến 98%, chế phẩm sinh học từ vỏ trái cây đã nhận được sự ủng hộ của một bộ phận người tiêu dùng nhất định, dù vẫn còn những khó khăn khi tiếp cận thị trường. Cái thương hiệu của mình là sản phẩm tẩy rửa NG sinh học. Cái khái niệm NG sinh học ở Việt Nam hiện tại là rất là mới. Thứ hai là cái giá của những cái sản phẩm hữu cơ ấy, thường thì nó sẽ cao hơn các giá của các sản phẩm hóa học. Nên cái việc tiếp cận đối với những người dân ở Việt Nam thì hơi khó khăn ạ. Những cửa hàng xanh như thế này đóng một vai trò quan trọng trong việc phân phối các sản phẩm từ những doanh nghiệp sản xuất xanh. Với tiêu chí giảm thiểu hết mức có thể chai lọ nhựa, bên cạnh gian hàng bán sản phẩm thông thường, công ty Fua Bae đã có chủ trương đặt các trạm bán các loại dung dịch tẩy rửa không dùng chai lọ tại nhiều cửa hàng xanh để khách hàng có thể chủ động mang theo chai đựng khi có nhu cầu mua hàng. Những trạm refill này ban đầu còn tạo nhiều bỡ ngỡ, thế nhưng cũng đã nhanh chóng thuyết phục được khách hàng bởi sự độc đáo và tính thiết thực vì môi trường mà nó mang lại. Hiện tại là bên mình đã có các hệ thống bán hàng online, và hệ thống cửa hàng, đại lý trên toàn quốc, cũng như có nhiều hệ trạm review. Là mọi người rất là dễ dàng trong việc là đến để mua, và hiện tại cái thương hiệu của mình cũng là khá là được mọi người đón nhận. Những cửa hàng bán lẻ xanh cũng đang là mô hình kinh doanh được nhiều người yêu môi trường hướng tới, khi mà họ coi đây không chỉ là một hình thức kinh doanh đơn thuần, mà còn là cách để họ lan tỏa được tinh thần hành động vì môi trường đến với nhiều người tiêu dùng hơn nữa. Vâng, thưa quý vị, cách tốt nhất để sống xanh chính là mang đồ đi đựng. Những cái khẩu hiệu như thế này thì đang ngày càng xuất hiện nhiều hơn ở các cái cửa hàng với mô hình kinh doanh xanh. Làm thế nào để có thể giảm thiểu được túi ni lông và giảm thiểu rác thải nhựa? Những mô hình kinh doanh xanh như thế này đang ngày càng nhận được sự ủng hộ nhiều hơn từ cộng đồng.